Ok. Nghe thấy cô nói không? Hello. Anh gì nè, Henry này. Ôi, hôm nay Henry con để cái hình gì đấy? Con để background gì đấy? Đức Kiên này, Ngọc Ánh này. Ok, ok. Ơ, hôm nay có gần này các bạn thôi à? Trời ơi, ít quá. Rồi, hôm nay cô sẽ cho các con làm tiếp đề thi giữa kỳ nha. Không biết các con học đến đâu trên lớp rồi. Ok. Đó, kể cả các bạn vào cũng chưa đủ thì chúng ta vẫn phải làm tiếp nhá. Vẫn phải làm thôi. Các bạn hết rồi vậy? Các con đang học rồi. Ok, Tiến Đạt vào rồi nè. Hôm nay bạn Đức Kiên không bị mở lỗi mạng nữa đúng không? Nhưng mà cô thấy là con không đang không mở được mic hay sao ấy. Kiên ạ, Bùi Đức Kiên ấy. Ok. Bài luôn thôi. Rồi, ok, câu đầu tiên quá dễ rồi. Bạn Tiến Đạt làm giúp cô thế nào? Câu 1. Đọc luôn cho cô câu này xem nào. Con sẽ điền từ gì vào đây? Con sẽ... đúng rồi, vì sao thế hả con? Giải thích cho cô. Đúng rồi, A đúng rồi. À, câu C là R là đúng rồi. Vì sao hả con? Để cô admit mấy bạn này vào. Ơ, Tiến Đạt đâu rồi? Có giải thích được cho cô không? Em giống như là em nhớ câu này nhưng em không biết dễ tả như kiểu gì. Không, anh Ngọc Ánh mới cắt tóc của con. Ôi giời, nhìn lạ đó. Ok, câu này để giải thích thì làm sao? Mình sẽ xem chủ ngữ là gì đúng không? Chủ ngữ của chúng ta có hai bạn. Có nghĩa là số nhiều rồi. Chủ ngữ số nhiều rồi. Bạn Lâm, bạn Hùng và hai bạn. Ok, thì mình sẽ gọi đây là chủ ngữ số nhiều. Mà chủ ngữ số nhiều thì mình phải dùng với to be. Được chia là are. Đúng chưa Đạt? Lâm and Hùng are pupils. Ok. Tiếp theo, mấy câu này dễ quá hay sao ấy? Nếu bài này mà dễ quá thì lát cô cho làm đề thi cuối kỳ 1 luôn nhá. Rồi, bạn anh Duy. Đã giúp cô 2, con đọc lên luôn giúp cô. Đọc luôn cả cái câu này luôn. Can she read a book? Yes, she can. Okay, can she read a book? Yes, she can. Câu này thì muốn điền đúng mình phải dựa vào câu trả lời. Họ dùng trợ động từ gì? Hay là cái từ can này còn có một từ, còn có một cái cách gọi khác là gì à? Động từ khuyết thiếu. Đấy, thì mình sẽ dùng. Ở đây họ dùng từ can, thì mình sẽ dùng can ở đây. Thế là chẳng hạn chỗ này họ trả lời là yes, she do. Thì sao? À, yes, she does. Yes, she does. Thì anh Duy, nếu đó của nếu nhé. Nếu chữ can này mà thành does ấy, thì con sẽ điền cái gì vào cái chỗ này? Do. Do à? Sao không? Does. Does, đúng rồi. Does she read a book? Yes, she does. Rồi. Rồi, trở về. Dễ quá. Ngọc Ánh chờ cô nhá. Mấy câu này dễ để cô gọi các bạn khác. Bạn Duy Kiên đâu rồi? Sao câu này dễ thế nhỉ? Bài này dễ thế nhỉ? Chê, dễ quá. Rồi, cô ba đi con. Cô ba con điền từ gì vào đây? Cô, con này em điền. Điền cái gì vào ba chấm này? This brother. Chấm, đấy là một câu rồi. Câu tiếp theo. Chấm chấm. Name is from. Thế hả con? Dạ. À, đúng rồi. Vì sao con? Từ his là gì nhỉ? His này là tính từ sở hữu. Tính từ sở hữu nghĩa là sao? Có nghĩa là nó sẽ đứng trước một danh từ và nó có ý nghĩa sở hữu. Chẳng hạn như là tên của cô,
tên của con, quyển sách của anh ấy, cái bút của họ. Đấy, thì là gọi là tính từ sở hữu. Nó cho biết là cái đồ vật đấy là của ai. Thì cái his này nó có nghĩa là của anh ấy, đúng không? Rồi, mà chỉ có cái từ này đứng được ở đây thôi. Bởi vì nếu là her, her cũng là tính từ sở hữu, nhưng mà đây là của cô ấy. Trong khi mình đang nói đến my brother là giới tính là nam, đúng không? Mình phải dùng từ his. Ok, Ngọc Ánh đâu rồi? Con thưa cô, câu số 4 là how much sugar are there? Bởi vì sugar, đường là danh từ số nhiều không đến vừa, thế nên mình... Đúng rồi, con dùng how much sugar là đúng rồi, nhưng mà lúc đầu nó ở đây là chữ are, nó là sai. Nó phải là how much sugar is there? Bởi vì sugar không đếm được, mà danh từ không đếm được thì mình nghiễm nhiên cho nó vào cái loại là danh từ số ít. Ok, thì mình sẽ dùng how much sugar is there. Ok, đúng rồi. Many không được bởi vì many dùng cho danh từ đếm được số nhiều. Ok, bạn Henry, giúp cô câu này. There are four chairs. Rồi, ok, đúng rồi. There are four chairs. Dễ quá gì đúng không? Khi mà mình làm những cái bài there is hoặc là there are thì mình phải dựa vào cái danh từ đứng ngay đằng sau nó, dựa vào cái số lượng của danh từ đứng ngay sau nó là ít hay nhiều để mình chọn there is hay là there are nhé. Cái này nó sẽ hơi nâng cao một tí về câu hỏi con. Thế nào? There is a book and a pencil. Hay là there are a book and a pencil thì đúng. Nghĩ đi. Các con nghĩ xem. There is a book pencil. And hay là there are a book and a pencil. There are. Ai bảo there are? There is. There are. Ok. Con, cô sẽ nói luôn, không là các con nhầm lẫn hết. There is a, nó sẽ dựa vào cái danh từ đứng ngay sau to be. Nghĩa là nó sẽ dựa vào a book này này. Kể cả đằng sau á, con có 100 cái bút chì hay là 100 cục tẩy thì nó vẫn cứ là there is thôi, bởi vì là ngay đằng sau cái is này nó là a book. Nó chỉ là một thôi nhá, còn cái này là sai nhá. Màu đỏ là sai nhá. Ok, there is a book and a pencil. Hỏi tiếp. Đây là there is a book, cái này đúng không? Cái này là cô sẽ lại thẳng nó đi. Lại sai sai sai. Sai à? Tiếp theo. Để cô nghĩ xem nào. Where gì bây giờ nhỉ? There is there is a teacher đi. And two students. Và there are two students and a teacher. Câu nào đúng? There are. Hai câu này thì câu nào đúng hả con? There are. Nhưng mà nó sao á? Cô có bắt các con chọn là một câu đúng một câu sai đâu. Đúng không? Cô chỉ học. Hai câu đúng. Hey, đúng rồi, cả hai câu này đều đúng. There is a teacher đi đúng đấy. Bởi vì đằng sau is là một cô giáo đúng không? Còn đây là there are two students. Cũng đúng. Đúng chưa? Cô hỏi câu nào đúng thôi mà. Cô có bắt các con chọn đâu, đúng không? Chỉ có câu đỏ đỏ là sai thôi nhá. Ok, đấy. Ok rồi, bây giờ sang bài odd one out này. Odd one out. Có vẻ dễ rồi. Ok, Diệu Minh đâu rồi con ơi? Diệu Minh. Em cô là... Một. Từ từ nhá, từ từ cô hỏi con một chút là odd one out nghĩa là gì? Bài này bắt mình làm gì? Chọn từ khác loại. Ok chưa? Có thể nó khác mình về nghĩa. Hoặc là về cái tính chất hoặc cái gì nào đó.
Mình phải xem. Xem nó có cùng loại với nhau không? Mình có gì nhỉ? Big, small, modern và school. Minh ơi, làm giúp cô câu 1 cho nhỉ? Em và cô là câu 1 em chọn gì? Có 4 từ, chắc chắn sẽ có một từ không cùng loại. Nó không thể đứng cùng ba cái từ kia được. Kiểu như là ngoài cuộc ấy, chả liên quan gì. Em cô là em chọn BD ạ. BD con nhỉ? B ạ. B à? Vì sao con? Con có lời giải thích nào cho nó không? Đây á, chúng ta nếu mà vào những cái bài như này thì con cứ dịch nghĩa nó ra đi, đúng không? Sợ gì? Nào, bây giờ cho cô nghĩa của từ đầu tiên đi. Cô nghĩa là đầu tiên là to. Ờ, to, ok. Tiếp, tiếp đi con. Small. Small là nhỏ. Nhỏ, ok. Modern. Modern là... Không biết đúng không? Không biết bỏ qua. Từ cuối cùng. Biết rồi. Cô là trường học ạ. Ờ, trường học. Rồi. Coi như cái từ C con không biết, con vứt nó đi nha, bỏ nó đi. Bây giờ mình xét ba từ còn lại mà con chắc chắn về nghĩa của nó rồi đúng không? Thế thì con xem là big, small và school thì từ nào là khác loại? Hiểu cô không? Con cứ vứt cái từ modern đi kệ nó. Con chắc chắn ba từ lại con biết nghĩa là được rồi. Thế bây giờ con sẽ chọn từ nào? Big, small, high school là từ khác loại. Loại này có thể là danh từ, động từ, tính từ. Đấy, kiểu như thế. Chỉ có một từ là danh từ hoặc là chỉ có một từ là tính từ. Các từ còn lại là động từ chẳng hạn. Đấy, đấy, kiểu như thế. Chọn được không con? Nhanh nào. Không làm được cơ. Không làm được. Trời ơi, thật không? To, trường học. Trời ơi, thật, thật à. Trời ơi, bạn nào giúp bạn ấy xem nào. Bạn Thanh Nha đâu? Bạn Thanh Nha, bạn Diệu Minh giúp cô xem nào. Nè. Bạn nào nói đây nhỉ? Anh Nha đâu rồi? Con đâu rồi? Trời ơi! Hoàng Đức Minh. Con mới à? Alo, Đức Minh mở mic cho cô nghe giọng con xem nào. Ờ, đâu rồi? Minh Quân vậy. Ok, con làm giúp cô bài 1 xem nào. Làm giúp cô câu 1 xem nào. Cô là bài 1 em chọn đi. Ờ, đúng rồi. Vì sao con? Con giải thích giúp bạn Diệu Minh xem nào. Vì sao lại chọn đi? Vì em nghĩ là đi school là có nghĩa là trường học với danh từ. Con bạn đúng rồi. Con lại là tính từ. Tính từ, đúng rồi. Thế con modern con biết là nghĩa gì không? Modern con biết nghĩa là gì không? Minh Quân, có thể tự mở mic mà đúng không? Biết không? Không biết đúng không? Hiện đại nhá. Đại thì cũng là tính từ, đúng chưa? Ok, ba từ này là tính từ, chỉ có từ school là danh từ. Kể cả khi mà mình dịch nghĩa ra mình cũng hiểu mà, đúng không? To thì làm sao mà có thể nói là danh từ được? Nhỏ cũng là tính từ này và hiện đại thì cũng là tính từ. Ok, được rồi, bạn. Như mấy từ câu này mình làm rồi sao nhỉ? Anh Duy xem nào. Con chọn câu B. Con chọn B, đúng rồi. Vì sao thế con? Bởi vì B là động từ, còn đúng. Những cái kia là danh từ. Đúng rồi, chắc chắn rồi. Plants là cây cối này. Vegetable là rau. Flower là hoa. Và cuối cùng C là nhìn, đúng không? Là một hành động. Rồi,
Anh Duy làm nốt giúp cô ba. Coca-Cola town, villa, và glass house. Ừ. Town, villa, flats và house. Con chọn câu ai? Đúng rồi, giỏi lắm. Sao con? Vì sao? Bởi vì town là một thành phố lớn, còn những cái kia là nó nhỏ thôi. Ờ, cũng là một cách giải thích. Town thì mình có nghĩa nó là thị trấn đúng không? Thì cô lần trước cô dạy các con rồi. Còn ba cái từ còn lại nó là một loại nhà. Villa này. Villa là villa đấy, cái chỗ mà rộng rãi. Là nhà thuê mình đi du lịch cái sao người ta cho mình thuê. Đúng rồi. Ý cô... Villa là cái mà cô. Là cái gì con? Cái villa. Đúng rồi, biệt thự đấy. Đúng rồi. Villa này nó và flats là gì? Biết rồi đây. Yeah. Flats là căn hộ đúng rồi. Còn house là căn nhà. Nhà này thường là nhà nặng. Okay. Thế ba cái này nó là một, nó là ba loại nhà. Ok, ba loại nhà. Còn cái town là thị trấn, chả liên quan đến nhà hết. Quy mô nó cũng rộng hơn. Rồi, Tiến Đạt làm giúp cô số 4. Em được cô số 4, em chọn câu A, scream. Khuẩn luôn, vì sao đấy con? Em được cô là vì câu B, câu C, câu D đều là từ chỉ xe cộ. Đúng. Và câu A là câu... Đúng rồi. Câu A là bơi ạ. Đúng rồi, A nó là động từ, còn các cái khác nó là danh từ. Hoặc là ba cái này nó đều chỉ ba loại phương tiện giao thông. Ok, rồi, làm nốt giúp cô câu 5 đi con. Đạt. Đại dễ quá. Câu C, spoon. Rồi, giỏi, đúng rồi con. Vì sao? Nếu mà dịch được cho cô ba từ còn lại thì quá tốt. Get là gì? Get thì nhiều nghĩa lắm. Get thì chẳng hạn như get up này, hoặc là get to school thì ra là nhiều nghĩa lắm. Cô sẽ dịch cái nghĩa phổ biến nhất của nó là đi đi. Hoặc là đến đi. Ok. Leave là gì? Rồi. Đi. Đúng rồi. Cuối cùng là start. Cũng là động từ. Bạn nào hay chơi game sẽ biết đúng không? Bắt đầu, nút start, bắt đầu và chơi đúng không? Ok, rồi xong. Dễ quá hay sao ấy, dễ quá với con hay sao ấy. Rồi, câu này cô sẽ hỏi con luôn, không phải viết để cô viết cho. Ok, where is her house? Where is her house, Ngọc Anh? Rồi, sao này? Her house is in the city. Okay, her house is in the city. Viết hẳn câu đấy vào. Okay. Hoặc là con viết cả câu này vào cũng được, cũng có thể chấp nhận được. Okay. Rồi, câu tiếp theo, bạn Henry. Is there any school near her house? À, rồi sao? Is there any school near her house? No, no what? No gì? No. They not. Thủ ngữ trong cái câu hỏi này là gì con? Thủ ngữ và động từ trong câu hỏi này là gì? Khi mình trả lời mình chỉ cần đảo nó lại thôi. Đúng không? No. No. No gì? No. There isn't. Đây con thấy không? Đây là câu hỏi yes no. Thì con sẽ thấy nó sẽ là trợ động từ này hoặc là to be đặt ở đầu câu. Sau đấy là đi với chủ ngữ. Câu hỏi chắc chắn là hai cái này nó phải đảo lại rồi. Thì khi mà mình trả lời thì mình sẽ đảo nó ngược lại. Is there thì khi trả lời là there is hoặc là there isn't. Yeah. Okay, how does she go to school? Mình quên.
How does she go to school? She goes to school in the afternoon. How come ạ? Mình có câu, mình có từ để hỏi là how. How nó hỏi mình cái gì? Nó cần mình cung cấp thông tin gì? She often goes to school by bike. Đúng rồi, she goes to school by bike. How có nghĩa là như thế nào? Cô ấy đến trường như thế nào? Cô ấy đến trường bằng phương tiện gì? Đấy, ý là người ta muốn hỏi vậy. Tiếp theo bạn Thanh Nha đâu rồi con ơi? Số 4 này. Does she go to school in the afternoon? Does she go to school in the afternoon? Hello. Tự mình vậy. Does she go to school in the afternoon? Mình lại thấy có trợ động từ và chủ ngữ ở đầu câu. Chắc chắn đây là câu yes, no question. Ok, trả lời đi con ơi. Does she go to school in the afternoon? Cô em đang nghĩ cô ơi. Yeah, sao lại phải nghĩ? Con tìm thấy thông tin ở trên bài chưa? Em trả lời thay cho cô. Không, cô đang hỏi bạn Diệu Minh. She goes to school in the... Does she go to school in the afternoon? Khi con đọc bài đúng không? Thì con phải có những cái từ khóa, chẳng hạn là go to school này. Hoặc là afternoon này, đúng chưa? Tìm cho cô đi. Tìm cho cô cái thông tin này trên bài đi. Có chữ afternoon không? Afternoon chỗ nào? Này đúng không? Đây chính cái câu này. Chính nó đi làm gì nữa? She goes to school in the afternoon, đúng không? Để trả lời câu này như nào hả Diệu Minh? Em ơi cô là she goes to đâu, school. Đâu? Họ hỏi mình là có phải là cô ấy đến trường vào buổi chiều không? Đúng không? Đây là câu yes, no question. Có nghĩa là mình cần phải trả lời họ bằng yes hoặc là no. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Là yes hay no? Yes. Yes gì con? Yes gì nữa? Yes, she goes. Trợ động từ là gì? Trợ động từ trong câu hỏi này là gì? Trợ động từ đứng đầu câu đấy. Trợ động từ con. Trợ động từ con. Yes, she does. Đây mà. Yes, no question thì mình sẽ thấy là trợ động từ cộng chủ ngữ. Đúng không? Đây là câu hỏi, trợ động từ phải đứng trước chủ ngữ. Nhưng khi mình trả lời thì mình sẽ đảo cái này lại là she does. Nhưng mà nếu là không, đúng không? Nếu là không, nếu nhá, thì là no she does. Doesn't. Hiểu cô không? Dễ mà. Ok, what is behind her school? There is a river. Câu cuối cùng. Ôi dễ quá. Cô nghĩ là cô sẽ đổi bài đây. Dễ quá, đổi bài. Đề thi giữa kỳ, thử cái đề thi giữa kỳ này xem có khó hơn nhá. Chắc là khó hơn đấy. Khó hơn rồi. Ok. Henry thích chơi quiz hả? Hôm nay không có quiz đâu con ạ. À. Quiz thì nó sẽ không có những cái bài như thế này. Ngọc Ánh. Ôi, cô. Sao không? Hôm nay mình không học Unit 8 hả cô? Cô muốn học không? Cô chuẩn bị rồi đấy. Chỉ là các con có muốn học không thôi. Các con đã học đến chưa hay là như thế nào? Đâu có đấy ạ. Mới hả đi. Gần thi hàng 1 rồi. Học Unit 8 hả? Ơi. Các con học Unit 8 đúng không? Học rồi, chơi quiz đi cô. Không chơi quiz chán lắm. Rồi cô.
Các con là... học unit mấy rồi? Các con học unit mấy rồi? Unit 2 luôn. Các con học lệch nhau quá này. Đây unit 8 cũng chuẩn bị cho đến này, nhưng mà sợ con chưa học đến thôi. Rồi, đi vào unit 8 nha. Kể cả học hay chưa thì cũng vào nha. Chúng ta có các chủ đề về thể loại truyện, các nhân vật trong truyện và tính cách của các nhân vật đó. Ok. Đó, cái đầu tiên nha. Ok. Đấy, các con đã học những cái này chưa? Bạn nào chưa học? Bạn nào học rồi? Con học rồi. Học rồi lại còn học rồi đây chết. Có vài từ các con biết sẵn rồi gì đúng không? Chưa học thì cũng biết đúng không? Con cũng học rồi. Chịu. Rồi học rồi. Chúng ta cứ vào nha. Chắc chắn là các con biết cái từ story rồi đúng không? Story là chuyện, biết thế. Nhưng mà story thì mình có các thể loại như là fairy tale này, detective story, comics, myth, fable, ghost story và funny story. Rồi, ok. Những cái từ nào mà con đã biết sẵn rồi? Cô nghĩ là comic đúng không? Comics. Biết hay rồi. Cô ơi, sorry cô. Ngọc Anh có hiểu rồi. Còn cái từ truyện dài trong tiếng Anh đọc là như thế nào vậy cô? Chuyện gì hả con? Chuyện mà dài á. Chuyện dài, chuyện dài là kiểu novel á. Dạ. Biết á. Ý con là cái này gì? Đúng chưa? Ý con là novel gì? Tiểu thuyết nha. Con cũng không biết nữa mà. Con đọc chuyện, con toàn đọc nguyên bộ không à. Tập dài cô. Novel, đúng rồi. Nhưng mà novel thì có thể có nhiều tập. Hoặc là mình có cả cái từ saga nữa. Như kiểu là... gọi là... gì nhỉ? Nói chung là nó nhiều tập. Giống như là Twilight Saga ấy. Con có biết cái phim này không? Phim về Macaron ấy. Có cả... phim luôn rồi. Ok, rồi. Bạn anh Duy giúp cô đi. Tất cả cái từ này đi. Fairy tale, detective story, comic, myth, fable, ghost story, funny story. Rồi, ghost story. Có phải có chữ S ở cuối không? Ghost story. Ok, được rồi. Bạn Tiến Đạt đọc giúp cô. Tất cả luôn. Fairies. Fairy tale. Detective story. Rồi, tiếp theo. Comics. Myth. Fable. Ghost story. Rồi. Funny story. Rồi, ok. Fairy tale, chuyện cổ tích. Detective story, chuyện trinh thám. Comics, chuyện tranh. Myth, truyền thuyết. Fable, chuyện ngụ ngôn. Ghost story, chuyện ma. Và funny story là chuyện cười. Ok. Đi qua nhanh thôi. Để lát chúng ta làm quiz. Như các con thích nha. Tiếp theo. Ok. Chúng ta có từ character, nhân vật. Fairy godmother. Bà tiên đỡ đầu. Giống như là trong chuyện gì nhỉ? Cô bé lọ lem. Đúng không? Prince. Hoàng tử. Princess. Công chúa. King. Nhà vua. Queen. Hoàng hậu. Và cuối cùng là enemy, kẻ thù. Ok, bạn Diệu Minh, đọc giúp cô. Em đọc cô là character. Không, đây không phải là âm chờ đâu con. Nó âm k, giống như là school ấy. Character. Đúng. Fairy godmother.
Đúng, bà tiên đỡ đầu. Tiếp theo. Princess. Đâu. Cái này trước chứ. Prince. Đúng rồi. Còn cái đuôi này là mới là set của con đây này. Prince này và princess. Đúng. Yeah. King và queen. Ừ, đúng rồi, giống như là các con nhớ bộ bài không? Có chữ ca ấy. Các con quân ca là king, còn quân quy thì là queen. Đấy, king và queen. Theo chúng ta có bàn tiên này, enemy. Đúng rồi, enemy, kẻ thù. Ok, Duy Kiên. À, đọc giúp cô tất cả các từ này. Character. Đúng rồi, con cứ đọc đi. Prince. King. Và cuối cùng là, cô chưa nghe rõ. Enemy. Ok, được rồi. Character là nhân vật. Fairy godmother, bà tiên đỡ đầu. Prince, princess, công chúa, hoàng tử. À, hoàng tử, công chúa. King, queen, vua, hoàng hậu. Và cuối cùng là enemy, kẻ thù. Tiếp theo, chủ đề gì đây? Tính cách của các nhân vật. Tính cách thì chúng ta toàn học về tính từ thôi. Những cái tính từ thì dùng để miêu tả nhân vật này, họ là con người như thế nào. Ok, câu đầu tiên, từ đầu tiên chúng ta có kind, tốt bụng. Các con hay đọc, cô thấy các bạn hay đọc là kind lắm nhá. Là kind, hardworking, chăm chỉ, clever, thông minh, gentle, hiền lành, dịu dàng, generous, hào phóng, và cuối cùng là brave, dũng cảm. Ok, rồi hai bạn Thanh Nha cả Hoàng Đức Minh, cô gọi mãi mà không thấy trả lời cô nhá. Bạn Hoàng Đức Minh có đấy không? Alo, Hoàng Đức Minh, mở mic đi con. Con đâu rồi? Có ạ. Có ạ, mở mic lên. Sao có ạ, rồi tắt mic đi là sao? Mở mic luôn lên đó cô. Có biết mở mic không? Đâu rồi? Có ạ. Có ạ thì mở mic. Cô hỏi con đây này. Mở mic lên đi con. Rồi giữ nguyên đấy nhá. Rồi, mở cam lên thì càng tốt. Ok, rồi chúng ta có một vài tính từ để miêu tả tính cách của nhân vật. Đọc giúp cô 6 từ này đi con. Con đã học đến unit này chưa ấy nhỉ? Đức Minh ơi, con ơi, con đã học đến unit này chưa? Lại tắt mic rồi. Alo. Nói chưa. Con chưa à? Ờ, thì cứ đọc thôi, cô hướng dẫn. Nào, câu 1, từ đầu tiên. Kind. Cô đọc đi. Kind. Kind. Ừ, rồi, tiếp theo. Hardworking. Ok. Clever, đúng rồi. Gentle. Không phải gen mà là gen. Gentle. Ừ, ok. Cũng là âm đấy. Generous. Đúng. Và cuối cùng là Brave. Ừ, ok. Rồi, Đức Minh ơi, con hôm nay con mới học cô đúng không? Vâng ạ. Ừ, ok, chào mừng con đến lớp nha. Con cũng học lớp 5 đúng không? Con đã học như này chưa? Chưa đúng không? Chưa nào? Chưa. Ừ, ok, thế ở lớp con học đến như mấy rồi? Hả? Con học như mấy? Không nhớ à? Tắt mic rồi. Ok, Minh Quân nha. Đọc cô lại 6 từ này nhá. Kind. Hardworking. Đúng. Clever. Ừ. Gentle. Đúng rồi. Generous. Brave. Ok, rồi. Kind, tốt bụng. Hardworking, chăm chỉ.
Hard có nghĩa là chăm, working là làm việc ý, làm việc chăm chỉ. Đấy. Clever, thông minh. Gentle, hiền lành, dịu dàng. Generous, hào phóng. Và cuối cùng là brave, dũng cảm. Rồi, chúng ta sẽ xem mình có những cấu trúc gì. Bạn đang đọc gì vậy? Và vân nhân vật đó như thế nào? Ok. Rồi, ok. Mình sẽ có câu hỏi. Đọc gì đúng không? Đọc gì? Giống như là tên bạn là gì? Đấy, thì mình sẽ dùng cái từ để hỏi là what. Chắc chắn rồi. What? Mà cậu đang đọc cái gì? Đang. Chú ý cho cô cái từ đang. Đang là thì gì đấy? Thả Ngọc Ánh. Đang là thì gì? Bạn đang... Cô đang thì hiện tại tiếp diễn ạ. Hiện tại tiếp diễn mình có cấu trúc gì ạ con nhỉ? Mình có cấu trúc là... ngữ. Ngữ cộng to be rồi cộng verb in ạ. Đúng rồi, giỏi. To be cộng verb in. Nói như thế cho nó ngắn gọn. Thế còn anh Duy nói giúp cô là trong hiện tại thì to be có mấy loại là những loại gì? Hiện tại thì mình có hiện tại đơn. Không, cô hỏi trong thì hiện tại. Tương lai đơn. Trong thì hiện tại. Động từ to be có những loại gì có thể biến đổi được? Hiện tại tiếp diễn. Không, 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 không. Cô hỏi là động từ to be mình có thể chia ra làm mấy loại? Am, e, a. Ờ, đúng rồi. Khi nào thì dùng am, khi nào thì dùng e, rồi khi nào thì dùng are con? Am thì mình dùng khi đi với ai, còn e mình dùng với lại he, she, it. Còn a mình dùng với lại are you with they? Are you with they? Ai, ai, ai và ai am chứ nhỉ? Nhầm à? Con nhầm à? Ok, I am này. In với chủ ngữ số ít này. Còn are thì dùng với chủ ngữ số nhiều được chưa? Cứ nhớ như vậy nhé. Ok, rồi. Thì cũng như trong chỗ này, be thì mình sẽ biến đổi theo cái chủ ngữ mà mình dùng. Chẳng hạn như là bạn đang làm, bạn đang đọc chuyện gì thế? Thì là what are you reading? What are you reading? Chấm. Thế khi trả lời thì mình sẽ trả lời là I am reading chuyện gì đó. Okay. What are you reading? I am reading Snow White and the Seven Dwarfs chẳng hạn. Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn. Okay. Được rồi. Như Tiến Đạt đang ghi chép cái gì đúng không? Ngọc Ánh, con học cái này rồi đúng không? Thế thì bạn Henry hỏi bạn Ngọc Ánh đi. What are you reading? What are you reading? I'm reading the Frog Prince. Công cái gì nhỉ? Công chúa và công the Prince công hoàng and tử ếch hay là công chúa? Hoàng tử ếch đúng không? Hoàng tử ếch. Đúng rồi. Ok, được rồi. Thế thì Ngọc Anh hỏi lại bạn Henry đi con. Henry trả lời nè. What are you reading? Đúng không? Ừ? Ơ, Ngọc Anh nói chưa? Chưa nghe. Ngọc Anh nói lại đi, bạn Henry chưa nghe thấy. What are you reading? I'm reading Doraemon. Oh, đúng rồi. Mình nói mình đọc cái gì cũng được. Conan, Doraemon, One Piece hay cái gì cũng được đúng không? Ok. Thế thì cô muốn hỏi thế bạn Ngọc Ánh đang đọc gì thế? Thì cô sẽ hỏi như nào? What are you reading? Không, cô không hỏi Ngọc Ánh, cô hỏi bạn Quân, bạn Minh Quân nhá. Hỏi cô là thế bạn Ngọc Ánh đọc gì thế hả cô? Con hỏi câu đấy như nào hả Quân? Bạn ấy
Bạn ấy đang đọc gì thế? Nói đi nào. Đánh con gái đúng không? Thì mình sẽ dùng chủ ngữ là gì? Nó có dùng chủ ngữ she. She, đúng rồi. Thế nói cái câu đấy như thế nào? Bạn ấy đọc gì thế hả cô? Đấy nói kiểu câu đấy như thế nào? Bạn ấy đang đọc gì? What is she? À, đúng rồi. What is she? Reading. Reading. Yeah. What is she reading? Bạn ấy đang đọc gì? She is. Trả lời như nào đây? She is. Biết sai à? She's reading. The book. Nên say gì đấy? The. Nên đấy cô bịa ra nhá. Okay. Why is she reading? She's reading The Frog Prince. Rồi. Cô muốn hỏi bạn Tiến Đạt. Lúc nãy bạn Henry, bạn đi bảo là bạn đang đọc một cái câu chuyện gì đấy đúng không? Bây giờ nếu mà con, nên mà cô muốn hỏi là thế bạn Henry đang đọc gì thế hả con? Thì mình sẽ nói cô đấy như nào? What is he reading? Đúng rồi. What is he reading? Các con trả lời câu này luôn cho cô được không? Reading. Nhớ lúc nãy bạn Henry đọc gì không? Doraemon. Doraemon. Rồi. He's reading. Cũng không biết đọc đâu. Doraemon. Maybe. Okay, what is he reading? He is reading Doraemon. Ok. Thế thôi. Dễ là đúng không? Dễ, rất dễ. Rồi. Các bạn Tiến Đạt tiếp xong chưa đây? Cô next nhá. Cấu trúc tiếp theo của chúng ta là hỏi về tính cách của nhân vật. Ủa. Chuẩn luôn. Khoanh chuẩn luôn vào đây. Wow. Rồi, what? Thế thì mình sẽ có câu trả lời. À, câu hỏi là cũng là bắt đầu bằng what. What is she? Chẳng hạn như thế. What is she like? Nếu mà trả hỏi về Nobita chẳng hạn. What is Nobita like? Đó, mình sẽ có cấu trúc như vậy. Thế thôi, sau đấy thì mình sẽ trả lời là he is kind, he is generous, hoặc là he's hardworking. Tất cả những cái cấu trúc, những cái từ, tính từ mà cô vừa nói cho con ấy, để miêu tả tính cách nhân vật đó. Đấy, vậy thôi. Dễ đúng không? Anh Duy và bạn Duy Kiên có thể hỏi nhau xem là cái nhân vật này nó như thế nào. Các con thể nghĩ ra. Cô Nan này. What? Quý ta. Xe cô lại. What is Seiko à? Ok, đúng rồi. Duy Kiên có thể trả lời bạn như thế nào cũng được. Nếu con bí từ thì con có thể hỏi cô để cô cho con cái tính từ mà con cần. Từ nào con nhỉ? Khoe khoang đúng không? Mình sẽ có từ khoe khoang, có nghĩa là bạn ấy tự phụ đúng không, kiểu như là rất là được. Cô sẽ có cái từ này là cocky, là tự phụ đấy, khoe khoang tự phụ đấy, cocky. Đúng rồi. Rồi con có thể hỏi lại bạn anh Duy xem là con muốn hỏi về nhân vật nào. What is Doraemon like? What is Doraemon like? Ai nhỉ? Con nói đến ai nhỉ? Cô chưa nghe rõ đâu đấy. Không biết anh Duy có nghe rõ không? Nhưng mà cô thì cô chưa nghe rõ. Kiên nhỉ? Con đang nói đến ai đấy? Doraemon. Con có thể viết ra được không? Con có thể viết ra được không? Viết vào chat cho cô xem nào. Cô đang tìm xem là cái tên của bạn Seiko ở trong tiếng Anh có gì? Jaiko à hay gì? Không phải. Không nhớ nữa. À, Sunio. Trời ơi.
rồi, sao cô lại quên được nhỉ? Suneo này là bạn bằng với bạn cô ngày xưa. Ok, Suneo. Ok, rồi bạn Duy Kiên hỏi bạn anh Duy là what is Doraemon like đấy. Trả lời bạn ấy xem nào. He is very kind. He is very kind. Okay, có thể cho cô thêm nhiều tính từ miêu tả Doraemon được không? Nhiều mà, đúng không? Con cần một tính từ. Ừ, một thôi à? Kind rồi gì nữa? He is kind and... Và nghiêm khắc. Nghiêm khắc à? Nghiêm khắc á? Con thuộc từ đấy á? Thế cô sẽ có từ này cho con là strict. Cô thì lại đang nghĩ đến việc là Doraemon hay cho các bạn mượn bảo bối nên là bạn ấy sẽ rất là generous, có nghĩa là hào phóng ấy. Hào phóng. Không quản ngại gì để mà cho các bạn mượn bảo bối đúng không? Làm đủ các trò đúng không? Ok. Được rồi. Mấy giờ rồi? Để cô xem có quiz gì để chúng ta làm nhỉ? Em viết trong này đi. Humorous. Có nghĩa là hài hước đúng không? Mình có thể dùng cái từ nó nhẹ nhàng hơn. Humorous là cái từ funny cũng được các bạn ạ. Funny. Hài hước. Humorous cũng được. Hoặc là humor. Không có biết hai cái gì hay sao. Ok, cũng là hài hước. Rồi, còn cái từ nào cho cô nữa không? Rồi, humorous, funny. Rồi, sao? Rồi, tiếp nha. Bạn hội thoại này chắc là không cần thiết đâu. Cô sẽ tạo làm quiz luôn. Như hôm trước cô cũng chuẩn bị rồi. Xem nào. Yay, yay, được làm quiz rồi. Cuối cùng được làm quiz. Unit. Trời ơi, hình như cô chưa tìm được, cô chưa ấy sao ấy. Thế thì mình sẽ làm hai quiz nha. Trong khi các con làm cái quiz này thì cô sẽ tìm quiz kia. Quiz unit 8 để các con làm. Rồi, làm trước cái này đi ôn lại unit 7. Paste vào trong chat nè, con check nhé. Rồi, ok. Bạn được chưa? Chat á. Chat. Rồi nha. Rồi like. Thế bạn nào vào được? Có vấn đề gì không có con? Vậy như có cái vấn đề cô ạ. Nó báo là nó chưa có kết nối được cô. Hả? Sao lại vậy? Báo không kết nối được. Nó qua hình một cái máy chơi game bị đứt dây cô ạ. Để cô reload nó lại vậy. Chờ con tí nha cô. Đấy, gửi một đống link lên xem. Cô thử nhấn vào xem có được không nhá. Đấy, cô nhấn vào được nè. Tại máy con chậm nên con vô hơi lâu. Đấy, máy cô vào được luôn này. Nhớ để tên, đúng tên của con nhé. Nó bị sao thế? Nếu con không vào được bằng đường link của cô thì các con vào joinmyquiz.com vậy. Sau đấy thì mình sẽ nhập code vào nhé. À, không được nhỉ? Mạng mẹ làm sao chả thế. Rồi con cứ vào đi để cô đi tìm bài nha. Cô đi tìm unit.
biến anh năng yêu. À, phụ trợ. Bọn nhìn thấy nó lốt rất lâu. Cô ơi, sao con? Lại đứt à? Để cô vào lại nào. Lại nhá, gửi lại link này xem được không này. Mong là được. Gửi link khác đi con ạ. Vào lại nó xem sao. Cô ơi, thằng Như quay gì không có cách nào vô được. Sao lại thế được? Con được rồi, gửi lại bài khác vậy. Đúng rồi cô ạ. Bài khác vậy. Rồi, hôm nay thật là gian nan mà. Gửi lại nè. Bắt được chưa con? Nếu không làm được quiz thì mình lại trở lại đề fingers crossed là chúng ta sẽ vào được cái quiz này thì vào được không con? Đúng theo lời đồn cô ạ. Được chưa? Cô gửi khoảng tầm 4-5 cái quiz chẳng có cái nào vào được. Nó cũng báo hết giờ luôn. Ôi, không biết sao lại thế, mỗi lần cô với con vẫn chơi được mà. Không làm sao vậy? Nhà đang bỏ gì cô? Người quá nó chẳng về. Con không hiểu lý do luôn. Không có biết rồi. Thế thôi, chịu rồi. Chịu rồi. Sao tất cả con đều không vào được ấy? Chịu luôn ấy. À, để xem nào. Không biết bữa nay nó lát cái kiểu gì mà lát đồng bộ hoàn toàn luôn. Cô cũng chịu đấy. Cô nghĩ là cô quýt nó bảo trì cô ạ. Thật á? Em nghĩ thế. Chứ không tự nhiên mà cả 10 người, em cả 9 người không ai vào được. Ôi đùa. Thật luôn. Thế thì cô thử gửi cho các con một cái quiz mà cô tự làm xem là có được nhá. Kiểm tra xuống. Xem nào. Trời ơi, không vào được cô ơi. Đùa. Đùa tôi. Present simple. Ok. Cho thử làm này. Cái này mà không được nữa thì thôi chịu. Rồi, vào nốt cái này. Cái này mà còn không được nữa thì thôi. Thôi chúng ta không thể làm quiz hôm nay được. Được chưa? Được không con? Đường link cô vừa gửi 490875 đấy. Đúng không? Wow, đứt dây điện. Thế luôn nhá, bây giờ cô rõ ràng là cô nhấn vào cái link này. Xong để thử cô nhập tên cô xem được không? Cô ơi, không được cô. Nó chẳng nó tốt, không được. Cho cô thử trên máy cô xem được. Phải... Con nó xoay. Giống không? Giống cô đúng không? Time out. Couldn't connect to quizzes. Please check your internet connection and try again. Đúng không? Thế thôi, chịu rồi. Chưa? Chịu, cô cũng không làm được. Cô không làm được. Nó chặn à?
Chặn cái gì sợ đấy không biết nữa. Đề thi giữa kỳ 1 lớp 5. Rồi. Giữa kỳ luôn ấy. À đâu, không phải, cuối kỳ chứ nhỉ. Cuối kỳ của tôi đâu, bộ đề thi học kỳ 1. Khó đấy. Rồi, làm nhá. Ok, chúng ta sẽ làm cái bài này. Cái này bạn nào đọc giúp cô cái đề bài này rồi nói cho cô biết là chúng ta phải làm cái gì. Bạn nào vừa bật mic nhỉ? Duy Kiên à? Thôi Ngọc, Ngọc Ngọc Ánh hộ cô cái bài 1 xem nào, đọc giúp cô cái đề bài. And the goal là choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest. Có nghĩa là chọn từ có cái underline có cái gạch chân, cái phần gạch chân có phần phát âm khác nhau. Đúng rồi, chọn từ mà có phần được gạch chân được phát âm khác so với những từ còn lại. Đấy, chưa? Henry. Rồi, làm bài 1 thử cho cô xem nào. Câu 1. Đọc. Bốn từ lên cho cô. Cứ đọc trước, đọc trước. Music science genius lesson. Con chọn câu D. Con chọn câu nào? A, B, C, D. D. Ok, vì sao? Tất cả các từ này nó đều được gạch chân vào chữ S, cái chữ cái S đúng không? Nhưng mà sẽ có một từ mà phần chữ S đấy bị phát âm khác so với những từ còn lại. Cô thử đọc nhá. Music, science, Chinese, lesson. Chọn cái gì? Hả Henry? Dạ thưa cô là chọn lesson. Vẫn chọn lesson. Ôi giời. Sao lại thế được hả con? Con. Rồi, bạn Ngọc Ánh làm mẫu cho các bạn trước xem nào. Con thưa cô là chọn music. Bởi vì các từ còn lại phát âm chữ S đều là S. Còn từ music là âm Z ạ. Đúng rồi. Đúng rồi. Mình chỉ xét cái phát âm của cái chữ S, của phần được gạch chân thôi các bạn ạ. Ok. Cái từ music, âm nhạc ấy, nó được cái chữ S nó được phát âm là music. Còn các từ còn lại phát âm là chẳng hạn như science, Chinese và lesson. Chưa? Đó. Đấy là cách chúng ta làm bài này nha. Anh Duy làm cho cô tiếp câu tiếp theo. Câu 2. Thưa cô, con chọn câu C. C. Đấy con cứ đọc lên xem như thế nào vậy đã nhá. Afternoon, cool, black from moon. Ok, ở đây chúng ta sẽ có hai âm là âm U ngắn và âm U dài. Rồi, thế đâu là U ngắn, đâu là U dài? Cái A dưới là A là U dài, còn hai cái kia là U ngắn. Mình sẽ chọn classroom, đúng rồi. Afternoon, school, moon, classroom. Ok, rồi. Thế nhá, đây là U dài cô viết tạm đây. Tại vì cô không... À, U dài viết là U hai chấm. Đấy, U dài. Còn cái này viết là... Cô sẽ viết U ngắn đi, bởi vì là cái âm của nó sẽ khác. Ok, rồi, đây là U hai chấm này. Đây cũng vậy. Ok, rồi, tiếp theo cô nhờ bạn nào nhỉ? Yến Đạt xem nào, cô nghĩ là con sẽ làm được câu này. Con cứ đọc cả bốn từ lên cái đã. Khi mình làm âm hoặc là phát âm, mình cứ phải đọc to nó lên thì mình mới biết là nó sao, nó đúng ở đâu. Nào. City. City. Class. Làm. Đúng, con chọn đi. Đọc đúng rồi đấy. Bên chỉ cần chọn thôi.
Em nghĩ B hoặc D. Không, cái này không hoặc được. Con đọc lên như thế nào thì nó là âm như vậy rồi, đúng không? Bây giờ mình chỉ cần xem là nó khác nhau, cái nào khác nhau, cái nào giống nhau thôi. Con đọc lại đi. Đọc lại câu A giúp cô nhỉ? Clock. Clock. Thế thì cái chữ C này nó được phát âm là gì đấy? Con vừa phát âm lên là gì đấy? Âm cờ. Đúng, đúng rồi. Đây thì sao? City. City. Thế cái chữ C con vừa phát âm như nào đấy? Là âm cờ. Đâu? Nếu mà phát âm là âm cờ thì con phải đọc là Kitty thì đúng không? Con vừa đọc là gì? City. Đúng rồi, con đọc là city. Thế cái chữ C này nó vừa được phát âm là gì? C. Đúng rồi. Tiếp đi con. Tiếp đi. Là. Đúng. Thì cái chữ C con vừa phát âm là gì? Âm cờ. Đúng. Tiếp, câu cuối cùng. Hàm. Hàm. Thế con vừa phát âm chữ C là gì đấy? Ngờ. Ngồi. Đấy, chọn được chưa? Em chọn câu B. Đúng rồi. Bởi vì chữ cái C ở đây nó phát âm là S. Còn các chữ cái C ở các chữ khác nó phát âm là K. Ok. Dễ chưa? Thấy dễ chưa? Ok, give the correct form of the words in brackets. Rồi, cho dạng đúng của động của từ trong ngoặc. Cho dạng đúng của từ trong ngoặc. Thanh Nha, từ đầu giờ đến giờ cô chưa gọi được con. Con có đấy không? Mà con Thanh Nha ơi. Diệu Minh vậy. Diệu Minh, con còn đấy không? Alo, alo. Mình chắc hết giờ rồi, con phải nhanh lên đấy. Minh Quân hộ cô nào. Cô nghĩ là câu này con làm ngon luôn đấy. In the tomorrow I will have 3 lessons, math, music and English. Đúng rồi. Họ cho mình từ England, nó là nước Anh. Nhưng mình phải biến đổi từ này sang dạng tính từ của nó. Hoặc là mình có thể nói đây là danh từ môn tiếng Anh. Thì mình sẽ biến England thành English. Ok rồi, Đức Minh nhá, Đức Minh con ơi. Câu 2 biến đổi giúp cô. Từ sing, biến đổi nó như thế nào để phù hợp viết vào đây? Mình đợi rồi. Boo-hoo. Không có đây rồi. Anh Duy không ảnh. Con đâu rồi? Ai vừa nói đấy? Thế nào nào? Ừ, thế con làm được câu này không? Đây. Duy nghĩ à? Duy kia. Em đi có. Dạ, câu này em đổi thành sinh nhật. His hobby is singing. Đúng rồi, his hobby is singing English song. Đúng rồi. Câu này là sở thích của anh ấy là hát những bài hát bằng tiếng Anh. Ok, singing English songs. Rồi, cuối cùng câu 3. Ngọc Ánh là giúp cô câu 3. Em thưa cô là Mary sings very beautifully. Ôi, giỏi thế. Đúng rồi. Ở đây chúng ta lại cần phải dùng một trạng từ. Trạng từ có nghĩa là gì? Trạng từ miêu tả cái mức độ hoặc là cái cách thức, cái hành động nào đó được xảy ra. Chẳng hạn như cô ấy chạy nhanh hay là cô ấy chạy chậm. Cô ấy chạy như thế nào? Cô ấy chạy nhanh, cô ấy chạy chậm. Cô ấy hát như thế nào? Cô ấy hát hay, cô ấy hát chán. Đúng chưa? Đấy, thì cái từ hay hay là từ chán hoặc là nhanh hay chậm, nó gọi là trạng từ. Cái cách thức mà mình thực hiện hành động nào đó như thế nào. Ok. Ừ, để xem là chúng ta còn dài không nào. Dài quá. Okay, chắc không làm kịp rồi. Cô sẽ gửi cái bài này để cho các con làm. Sau đó thì thứ 6 cũng sẽ chữa nhé. Các con có kịp làm không? Gửi một bài thôi, cứ gửi một đề thôi về cho con làm nhá. Được không? Hôm nay tiếp không chơi được cái quiz nào hết, cô cũng buồn lắm.
Thế nhá, thì cô sẽ gửi cho con cái đề đấy, sau đó con làm nhá. Nhưng mà gửi cho cô kiểu gì nhỉ? Gửi vào mail cho cô à? Bảo nhờ bố mẹ gửi vào mail cho cô vậy nhá. Được không? Các con làm ở trên Word, sau đấy thì mình sẽ lưu lại file rồi gửi cho cô qua email vậy. Được chưa? Đâu được không nào? Nhé. Nhé. Thứ sáu chúng ta học tiếp nhá. À, thứ sáu là Giáng sinh đấy. Chỗ con có tổ chức không? Thứ sáu là ngày 24 nè. Tối 24, 25 là Giáng sinh ấy. Đang học online mà cô đâu có được lên trường đâu mà tổ chức. Thì hôm đấy cô để cái background Merry Christmas thì cũng có không khí Giáng sinh rồi đúng không? Em có bộ lọc không cô? Sao hả con? Có gì? Có gì? Bộ lọc. Thuần lọc á? Thuần lọc. Bộ lọc cô. Cái gì lọc? Chẳng nghe cái gì. Cô đang bảo là có tuần lộc thì tuần lộc bay trên trời. Buổi đêm ngày 24 ông già Noel sẽ đi xe tuần lộc từ Bắc Cực đúng không nhỉ? Từ Bắc Cực à? Xong rồi đi quà cho trẻ. Đúng chưa? Rồi thế nhá con nhá. Để xem là nếu mà quiz gì nó ổn thì hôm đấy cô cho các con làm một cái quiz nào đó liên quan đến Giáng sinh. Dạ. Yeah. Okay. Để cô đi kiếm một cái bờm hình sừng tuần lộc. Để hôm đấy cho nó có không khí nhé. Rồi thứ sáu gặp lại các con nhé. Okay. Cô sẽ gửi bài để các con. Cô để bây giờ cũng được. Ok. Goodbye. See you on Friday. Ok. Goodbye teacher. Goodbye teacher. Goodbye teacher. Bye bye. Good night. Goodbye teacher. Goodbye.